bắn ngọn lửa thứ ba quá vậy. Con cô nhé nè em ơi. Nước ngoài con. Hay quá. Ôm đi. Được. Rồi ha, em thấy cái trường này không cứu ông nữa bạn. Thôi coi mà, ai biết anh Đại đi chú bắn con lửa nó ba quay ngực kìa. Rớt. Ghê trời. Á gì ghê trời. Ở đây tôi lụm cha. Bắn tù Nguyễn bắn gì thấy ớn chạy. Bắn USB chạy. Xem con cô nhí này em ơi. Tù Nguyễn bắn nha. Bắn như ghê chạy. Rồi thôi tiếp anh em ơi. Lá cây không chạy. Nhưng gió còn nha. Đừng gió còn không hết. Không có lỗ quán nữa. Lại còn nữa. Rớt ngoài con. Yeah, hay quá. Rớt ngoài con. Yeah, hay quá. Còn con nữa. Hai con. Ôm đi, tao ơi. Ôm đi. Ôm đi, dậm. Con các bạn. Con nha các bạn. Còn chạy đống nữa các bạn. Đúng nha các bạn. Trời ơi. Má giỡn như trời. Chạy cánh Tướng ơi. Lại Tướng ơi. Cường ơi. Chạy cánh kìa. Được. Bịp bịp nữa nè. Vô bịp bịp. Bịp trong cục lùm nè. Bịp hả? Không, có vô bịp trong cục lùm nữa nè. Bị bịp trong cục lửng mấy con, giỡn mấy con. Bị bịp bay vô hai mấy con luôn nè. Thấy mấy con. Ở đâu vậy? Im nấp luôn đi. Quá tài luôn anh em ơi. Thank you.
gì? Gì? Chạy nè. Trời ơi sao không hạ đây trời. Lũ đây sao có đường kim? Tiệt đi. Rồi chưa? Lẹ đi vô lụm nó đi, thôi nó chạy mất á. Rồi thấy rồi cho tôi lụm chưa? Thấy rồi, xỉu rồi. Anh ngước lên đây nè, có bị trong cái gỗ này nè. Cục đi nè. Đủ rồi. Trong đây nè, ngước lên giùm cái kỹ lên. Không để đi, hồi xử nó sao. Mới liền đó. Học phá cửa hả? Cái thứ bảy bên kia em không được bắn hai lần rồi. Nãy bọn đây không thấy hả? Hả? Nãy bọn đây không thấy hả? Thấy bắn hụt rồi, thấy con khác loại nữa bông bắn hết đó. Không, giống lúc đầu kìa, em không kêu anh thấy không? Thấy con bông chứ không thấy con đèn. Thì em chỉ con bông đọc me đồng me nè, em đứng bển xa lắm đâu bắn được. Ừ, tại cây không à. Thì canh con bông bắn đó là bắn hụt đó. Rồi cái con đèn bay ra luôn. Thì cái hồi hút gió ngay nữa mới thấy con bông rồi mới đóng rớt đó. Là con này thấy sao nữa hả? À, con này thấy sao nữa. Coi chừng cái con này là con đầu tiên bắn hụt viên á. Vậy. Còn cái nó bắt khác bay vô phải không? Con bắn hụt viên là con đen. Con bông. Con đen. Không bắn con bông. Con đen nó bay qua đây nè. Bay bọc qua bên kia em thấy mà. Nè. Ai bắn đen Cường hả? Ừ. Không bắn con bông mà. Nãy vô đây là đứng đen không bắn bông. Gì đâu không thầy. Nãy nó vô cây đó rồi không biết nó còn không à. Cái nặng đó. Mấy điểm im không? Má vô toàn đồ sẵn. Nè lại đây chuẩn bị ăn cái bìm bịp nè. Nè lại đây. Bay đá, này, biết vô đó con đen không biết còn không à. Không biết tụi mày ở chỗ nào hết. Không biết tụi còn đó không ta. Nè vô đây bảo vệ cục này nè. Ở cái lũi vậy nè. Rồi xả đi. Đâu ta? Ngưng đi. Rồi chắc bay nó mất tiêu rồi. Hả? Tôi hút sát vào đi luôn đấy, cũng không có cơ.
Cua. Cua. Cua mất hụt mất rồi. Tiếng già nữa, tiếng già thấy rồi, đẩy đẩy tiếng già ơi, hãy đi tiếng già ơi, nói gì đó các bạn nghe không? Này đồng tiếp tục ra video tiếp theo cho về cho các bạn xem, giờ em xem nha, còn vũ này quá tung rồi các bạn ạ. Rồi tới một chuyện nữa thôi. Lại đây Cường, đi lỡ đây nó bay qua kìa. Kêu tiếng nhà lại, kêu tiếng nhà lại. Ủa nó đậu cả anh em. Kêu tiếng nhà lại, kêu tiếng nhà lại. Kêu tiếng nhà lại. Kêu tiếng nhà lại Cường. Nó mất tiêu rồi. Nó bay nữa. Đồng tiếp tục ra video xong bắn về săn. Tu hú nha mày, nó bay. Còn này. Không thấy nó nữa rồi anh em ơi. Đây lông mò tới chỗ rồi, lông quay cho các bạn cho anh em xem nha. Đâu nữa bạn, con đường này là nút đó, nó đầy lụm nó chứ gì đâu, chết, ám sát nha. Gì rồi, nó còn nhảy kia, lẹ vô tấn công nó liền đi, nó bay á, bao dây liền thì tôi nha, cục kia hay quá Cường ơi, nè táo rồi chưa nữa Cường, Cường
Dòm lẹ cương nó lụi á. Vậy trời ơi, trời ơi, rớt chưa? Khoan không nè. Ê, sao lưng anh? Sao lưng bên đây vậy? Rồi thế này, không rớt cái. Rồi. 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 Chạy, chạy vết tụi ta. Ê. Chạy vết tụi ta, không nín thở luôn. Cái hai đùa lả thôi. Ồ sao lưng tôi bắn ra cái bung luôn mà. Đâu suy nghĩ gì hết trời. Không ra cười. Các bạn thấy anh em mình dân tù hú. Đâu phải dễ đâu các bạn thấy không. Khó khăn chứ lắm. Cực chứ lắm luôn. Bạn nó dễ săn lắm. Chạy té lả hai đùa gói tưng. Rồi, tiếp tục thôi các bạn ơi, quá mệt. Bạn Cường hạ con thú âm nữa bạn. Thêm con nữa. Cường hạ. Nó đắt rồi hả? Ừ, đắt rồi hả? Cường đấy, em tưởng đâu anh bắn chưa, đâu biết anh Cường. Em cường quá. Lòng con thú đang nó bay qua bãi lợi quá trời luôn kêu. Lòng ở đây nè, lòng đứng này nè, lòng hút gió quá quét là con thú đang nó bay vô đây nè, hút gió quét nghe không? Trời ơi, nó qua lại gì mà nó không thèm nhắc cái chồng. Rồi nó vô bộ sưu tập nha. Nó bắn cái nổ ra hết hồn. Tiếng ngồi nó sát bên này trong đó mà. Nó biết chứ. Ừ. Không phải nghe hả? Rồi tiếp thôi. Rồi bất động luôn. Thì Long với Cường đi săn về các bạn. Tiếng già về nhà luôn các bạn ơi. Có anh Sầu không xuống nên anh em mình không có nướng sinh tồn ăn, quay cho anh em với các bạn xem. Thì Long về Long quay thành quả cho anh em với các bạn xem. Thì anh em mình đi được 4 con. Riêng con cu nhí. Cu nhí này ai bắn ta? Ở anh Cường bắn. Nè các bạn, được 4 con tu hú. Hàng đen hàng bồng. Ok, giờ mấy anh em mình cũng kết thúc clip luôn. Anh em xem clip của hai cho Lộc Lan này, like và đăng ký kênh nha. Này Long lăn xả quá các bạn ơi. Long chạy quá chạy. Ok, chào tạm biệt anh em nha. Anh em với các bạn clip tiếp theo nha. Bye bye.